Chào buổi sáng quý vị khán giả, chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều năng lượng. Thưa quý vị, theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023, nước ta có thể xuất khẩu khoảng 7,5 đến 8 triệu tấn gạo. Trừ số gạo đã xuất khẩu là 5,35 triệu tấn, Việt Nam còn khoảng 2,15 đến 2,65 triệu tấn gạo các loại để xuất khẩu từ nay đến cuối năm. Cùng với đó là những tin tức đáng chú ý trên các lĩnh vực, và tất nhiên sẽ không thể thiếu những khám phá thú vị ở phần thế giới muôn màu. Hãy cùng chúng tôi bắt đầu bản tin chuyển động ngày mới ngay bây giờ. Vừa qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tại hội nghị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, giữa nhiệm kỳ, đơn vị đã quy động 94 tàu trên 264 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu vớt 164 thuyền viên trên biển đưa vào bờ an toàn. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện đề án tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền phổ biến luật biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025. Dự án đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy trong địa bàn dân tộc thiểu số trên khu vực biên giới tỉnh Cà Mau, tổng kết đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân khu vực biên giới biển, tổ chức vận động nấu 1.000 suất ăn cho người dân tại các trung tâm cách ly, tặng 100 bộ đồ bảo hộ, 13.500 khẩu trang y tế, phối hợp trao tặng 54 căn nhà, 2 công trình lộ giao thông, 5 cây cầu, 20 giếng khoan, hơn 4.000 suất quà, 9 tấn gạo, 2.500 cái bánh chưng, 255 suất học bổng, khám cấp thuốc miễn phí cho 4.108 người, tổng trị giá hơn 21 tỷ đồng. Thời gian tới, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống chính trị, nền biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp và nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Bình tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, công tác giáo dục và đào tạo huyện Thới Bình tiếp tục đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, tăng cường đầu tư. Toàn huyện có 45 trên 52 điểm trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 86,53%, trong đó có 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm học 2022-2023, huyện đã hoàn thành tốt 15 trên 15 tiêu chí lĩnh vực giáo dục và đào tạo, xếp thứ 2 toàn tỉnh. Có 29 học sinh cấp trung học cơ sở đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi vòng tỉnh, xếp thứ 3 toàn đoàn. Toàn ngành đã thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với các lớp. Hôm qua, đoàn công tác của huyện Đầm Dơi có buổi kiểm tra giám sát công tác khắc phục, sửa chữa lún sụp, sạt lở trên địa bàn xã Tân Tiến. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã Tân Tiến xảy ra 8 vụ sụp lún sạt lở đất, tổng thiệt hại gần 3 tỷ đồng, ảnh hưởng hư hỏng hơn 120m lộ đất đen, hơn 200m lộ nhựa, đã chia cắt lộ ô tô Tân Tiến về trung tâm xã Nguyễn Quân. Đây là xã thiệt hại nặng nề nhất so với các xã thị trấn còn lại trên địa bàn huyện Đầm Dơi. Nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, sau khi chờ phê duyệt duy tu sửa chữa, nâng cấp tuyến lộ ô tô, xã Tân Tiến đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện sửa chữa tạm thời đổ đa mi và xây dựng cầu gỗ dược qua đoạn lún sụp để người dân tham gia giao thông bằng xe hai bánh. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị các ban ngành liên quan của huyện khẩn trương phối hợp với xã Tân Tiến, tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai sạt lở, không để xảy ra tình trạng ách tắc ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại của người dân. Thưa quý vị, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 47.800 đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm gần 4% dân số toàn tỉnh. Trong những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc luôn được quan tâm thực hiện. Đặc biệt là khi triển khai dự án về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, cơ sở hạ tầng giao thông ở ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đi lại dễ dàng, cũng như phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa. Ấp Cây Khô là ấp đặc biệt khó khăn của xã Hồ Thị Kỷ, nơi đây có 136 hộ đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Dự kiến trong tháng 9 tới đây, nơi đây sẽ khởi công nâng cấp thêm tuyến lộ giao thông Tràm 1 với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Thì
điện, đường, trường trạm thì đạt ấp Cây Khô là đạt 100% về đường lộ. Trường học thì có một điểm trường hộ chữ B là điểm trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Mấy năm nay được đầu tư một tuyến lộ vô trường học này được dài 460 mét. Đa số lộ làm lâu năm quá thì kinh tế hạ tầng thì lâu năm thì bây giờ nó có một số con lộ là đang xuống cấp. Xin nhà nước hỗ trợ để sửa chữa thêm. Với mà chuẩn bị đang khởi công làm con lộ tuyến huyện tộc phía đông là bị chiều dài khoảng có hơn 700 mét đang chuẩn bị khởi công. Thực hiện theo cái quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ thì trong đó ủy ban huyện cũng đã có phân bổ cho đơn vị xã hội thị kỷ đối ấp Cây Khô là ấp đặc biệt khó khăn là 400 triệu đồng để làm lộ giao thông nông thôn. Thì từ đó thì ủy ban xã cũng đã triển khai thực hiện ở cái lộ chầm 1 để làm sao đó phục vụ cho bà con đồng bào dân tộc đi lại thuận tiện trong cái việc là cho con em đi học và trao đổi hàng hóa ở cơ sở địa phương. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đồng bào dân tộc thiểu số các địa phương trong tỉnh càng có nhiều điều kiện để đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng nhà cửa khang trang kiên cố. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và nhà nước. Đối với đồng bào dân tộc thì thứ nhất thì trong việc mà xây dựng thôn mới thì cái việc mà chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước cũng đã được nâng lên rất là nhiều. Thứ hai nữa, đóng góp về để xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở như xây dựng đường giao thông hoặc là ta xây dựng các cái nhà ở mình cho khang trang lên, thì một trong tiêu chí nhà ở cũng là tiêu chí để mình đạt cái tiêu chí nông thôn mới. Hoặc là công tác trong cái sản xuất thì các cái hộ dân thực hiện tốt cái công tác bảo vệ môi trường cũng như thực hiện các cái quy định về trong cái vệ sinh an toàn thực phẩm, thì đây là một trong những tiêu chí của nông thôn mới. Theo quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, có tổng số 10 dự án với 14 tiểu dự án và 36 nội dung thành phần. Trong đó, nội dung về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu là một trong những nội dung được tỉnh Cà Mau triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã được giải ngân gần 38 tỷ đồng và dự kiến giải ngân trong năm 2023 thêm 20 tỷ đồng từ nguồn vốn của chương trình để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, thì đến nay các địa phương thụ hưởng chương trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng là 54 công trình xây dựng mới và trên 50 công trình là duy tu bảo dưỡng, thì đã giải ngân nguồn vốn tới thời điểm này là khoảng trên 38 tỷ đồng và đang tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 42 công trình và duy tu bảo dưỡng thêm 48 công trình trong năm 2023 và dự kiến giải ngân thêm là trên là 20 tỷ đồng. Sự quan tâm chăm lo cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Tin rằng việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 sẽ tạo diện mạo nông thôn mới tại các vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, góp phần làm cho đời sống vật chất tinh thần của người dân địa phương cũng như đồng bào dân tộc nói riêng ngày càng phát triển nâng lên. Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023, hôm qua, Hội Phụ Nữ Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi và các nhà tài trợ tổ chức tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học trung học cơ sở Quách Phẩm Bắc. Tại đây, đoàn đã tặng 10 chiếc xe đạp và 3.500 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Tổng trị giá các phần quà là 70 triệu đồng do Hội Phụ Nữ Công an tỉnh dẫn động Câu lạc bộ Nữ Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau tài trợ. Đây là nguồn khích lệ nhằm động viên chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em phấn đấu trong học tập. Tại buổi trao quà, đại diện Hội Phụ Nữ Công an tỉnh cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Câu lạc bộ Nữ Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau. Rất mong trong thời gian tới, các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục con đường cấp sách đến trường.
giá mặt hàng tôm cua thương phẩm trên địa bàn huyện Ngọc Hiển giảm từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng một ký. Theo các hộ nuôi, do thời điểm này rơi vào lễ Vu Lan báo hiếu, nên đa phần người dân sử dụng thực phẩm chay, rau củ quả nhiều hơn, nên các mặt hàng thủy sản bán chậm và sụt giá. Cụ thể, tôm sú loại 20 con một ký có giá 220.000 đồng một ký, giảm 20.000 đồng một ký so với nửa tháng trước. Riêng cua gạch có giá 400.000 đồng đến 450.000 đồng một ký, giảm 50.000 đồng một ký. Cua y nhất 250.000 đồng một ký, giảm 30.000 đồng một ký. Theo nhận định của các hộ nuôi, giá tôm cua sẽ tăng trở lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 do các chợ đầu mối, nhà hàng sẽ tăng sản lượng tôm cua để phục vụ khách hàng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.